Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách pha nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Và nước chấm bún chả thì có thể nói là cái thành phần không thể thiếu và quyết định đến hương vị của món ăn nổi tiếng này. Và với cái cách pha nước chấm bún chả này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Và đây tôi sử dụng khoảng 5 thìa nước mắm, 2 thìa nước giấm. Và ớt thì các bạn có thể sử dụng 2 đến 3 quả. Và đây tôi sử dụng khoảng 2 quả chanh, 4 đến 5 nhánh tỏi, 1 phần 2 củ su hào nhỏ, 1 phần 2 củ cà rốt và 100ml nước lọc, 2 thìa đường, 1 thìa bột canh. Và ngoài ra thì tôi đã chuẩn bị thêm một bát nước muối pha loãng. Và tất cả các nguyên liệu này thì các bạn nên sơ chế trước. Và đây tôi đã sơ chế như là gọt bỏ củ su hào rồi. Còn về phần cà rốt thì các bạn cũng rửa sạch và chúng ta gọt bỏ cái phần vỏ này đi. Ớt rửa sạch và tỏi thì cũng đã được bóc vỏ rồi. Sau khi đã chuẩn bị được các nguyên liệu thì bây giờ tôi sẽ tiến hành thực hiện các bước tiếp theo. Đầu tiên thì tôi sẽ sơ chế cái phần su hào và cà rốt này trước. Về phần su hào và cà rốt thì nếu mà các bạn không có su hào thì chúng ta có thể thay thế bằng đu đủ xanh. Tuy nhiên ở đây tôi sử dụng su hào. Và với phần su hào này thì sau khi đã gọt sạch lớp vỏ rồi thì bây giờ tôi sẽ đem thái mỏng và ngâm với cái phần nước muối pha loãng để loại bỏ bớt cái vị hăng, cũng như là cà rốt cũng ngâm cùng luôn. Và su hào với cà rốt này thì các bạn có thể tỉa hoa tùy thích. Bây giờ tôi sẽ đổ bỏ đôi cái phần miếng su hào này ra và tôi sẽ cắt lát mỏng. Nếu mà các bạn không sử dụng su hào mà chúng ta sử dụng đu đủ xanh đó, thì đu đủ xanh các bạn cần phải ngâm trong nước muối pha loãng tầm 30 phút để loại bỏ hết cái phần nhựa của đu đủ. Sau đó chúng ta mới sơ chế thì đu đủ của chúng ta nó mới ngon được. Và đây tôi sử dụng su hào thì chỉ còn ngâm đến tầm 15 đến 20 phút thôi. Như vậy là tôi đã thái xong cái phần su hào rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ thái tiếp phần cà rốt này. Và phần cà rốt này thì bây giờ tôi sẽ tiến hành bổ hoa cho cái phần, cho cái màu sắc của bát nước chấm bún chả của chúng ta đẹp hơn. Chúng ta sẽ cứa nhỏ như này là được. Các bạn có thể quan sát thấy cái hình hoa tôi đã tỉa đây. Và bây giờ tôi cũng cắt cà rốt thành những cái lát mỏng.
tôi cũng cho cà rốt vào cùng cái bát mà su hào này và ngâm trong nước muối này để giải bớt vị hăng của cà rốt. Vậy là tôi phải ngâm cái những cái lát su hào và cà rốt này trong cái bát nước muối khoảng 15 phút. Và bây giờ tôi sẽ để cái bát này sang một bên. Và trong thời gian chờ đợi cái phần su hào cà rốt thì tôi sẽ tiến hành pha nước chấm trước. Ở đây tôi đã sử dụng khoảng 100ml nước lọc. Ở đây tôi đã chuẩn bị 100ml nước lọc như này. Và bây giờ tôi sẽ cho cái phần đường của tôi vào cái bát nước lọc này và tôi hòa tan. Và đây tôi đã chuẩn bị khoảng 3 muỗng đường. Tôi sẽ cho hết cái phần đường của tôi vào đây. Và tôi sẽ dùng thìa và tôi khuấy tan cái phần đường này ra trước á. Sau khi cái phần đường đã tan hết như thế này thì tôi sẽ cho tiếp cái phần nước mắm của tôi đã được chuẩn bị cho vào đây. Và bây giờ tôi cũng khuấy đều lên. Sau cùng thì tôi sẽ cho một thìa giấm. Tiếp theo thì tôi sẽ cho tiếp một thìa nước cốt chanh. Và nước cốt chanh thì các bạn cũng bỏ đôi quả chanh ra và chúng ta sẽ tiến hành vắt trực tiếp nước cốt chanh vào đây. Và lưu ý là chúng ta vắt chúng ta phải lọc bỏ phần hạt của quả chanh đi nhé. Như vậy là tôi đã pha xong cái nước chấm bún chả này rồi. Phần nước chấm này nếu mà các chúng ta ăn luôn thì chúng ta cho luôn cái phần tỏi và ớt vào đây luôn. Nhưng mà nếu mà đấy là các bạn ăn luôn, còn để nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn thì các bạn cần phải đun ấm cái nước chấm này lên. Và phần tỏi ớt này chúng ta sẽ băm, chúng ta để riêng. Và sau khi đun ấm lên thì chúng ta sẽ cho vào sau. Và tôi để cái phần nước chấm vào đây để lát tôi sẽ đun ấm lên. Và sau khi cái phần cà rốt và cái phần su hào của tôi đã được ngâm trong nước muối pha loãng 15 phút thì bây giờ tôi sẽ tiến hành vớt ra và để ráo nước. Như vậy là cái phần su hào và cà rốt của tôi đã được vớt ra để ráo nước và tôi đã cho sẵn vào chiếc tô như này. Tiếp theo thì tôi sẽ sơ chế đến cái phần tỏi và ớt này. Tỏi và ớt thì chúng ta sẽ tiến hành băm nhỏ tỏi và ớt ra. Các bạn có thể lập dập sau đó chúng ta băm nhỏ để tôi sẽ thái. Tùy theo cái sở thích của mình là các bạn có thể sử dụng lượng tỏi nhiều hay ít. Ở đây tôi sử dụng khoảng 4 tép, 4-5 tép thôi.
nhau thì tôi sẽ sơ chế đến cái phần ớt này. Và phần ớt này thì chúng ta cũng cắt vỏ cuống và lọc bỏ cái phần hạt của quả ớt đi. Cái ớt này rất là cay, do đó là các bạn phải lọc ớt này thật là cẩn thận, tránh và cảm giác nó rất là sẽ bị bỏng tay. Như vậy là phần ớt đã được tôi lọc bỏ hết phần hạt ở bên trong rồi. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành băm nhỏ cái phần ớt này. Sau khi ớt đã được băm nhỏ thì tôi sẽ cho vào cùng với chiếc đĩa cùng với tỏi này và tôi để sang một bên như thế này. Về phần su hào cà rốt này thì chúng ta cần phải ướp gia vị để cho cái su hào và cà rốt của chúng ta ngấm và giúp cho phần su hào mềm và giòn ngon hơn, để khi chúng ta ăn kèm với bún chả sẽ rất là hấp dẫn. Và với phần ướp này thì tôi sẽ sử dụng khoảng 2 thìa đường. Tôi sẽ cho 2 thìa đường vào đây. Tiếp theo là tôi sẽ cho 1 thìa bột canh. Và tôi sẽ cho 1/2 cái chỗ tỏi và ớt vào đây cùng. Sau cùng là tôi sẽ cho 1 thìa giấm. Và 2 thìa nước cốt chay. Đây tôi sử dụng cả chanh và giấm để tạo nên cái vị ngon cho cái món nộm của chúng ta. Lưu ý là khi chúng ta lấy nước cốt chanh, chúng ta phải lọc bỏ cái phần hạt để tránh cho cái phần này cà rốt và su hào của chúng ta sẽ bị đắng. Và ngoài sau khi đã cho tất cả các nguyên liệu vào cùng thì bây giờ tôi sẽ trộn đều. Và cái này thì các bạn có thể thích ăn hạt tiêu thì chúng ta có thể cho thêm một chút hạt tiêu vào đây cho nó thơm. Còn nếu mà không ăn thì chúng ta cũng không cần phải cho nhé. Thì tôi sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu tạo vị thơm cho cái món này của chúng ta. Sau khi đã trộn các nguyên liệu vào rồi thì bây giờ tôi sẽ đảo đều để cho cái phần su hào và cà rốt của tôi được ngấm. Và cái này chúng ta ít nhất là ướp trong khoảng 10 đến 15 phút để cho cái phần su hào của chúng ta ngấm, đồng thời tạo vị giòn cho cái món ăn. Và bây giờ tôi sẽ chờ cho cái phần su hào và cà rốt của tôi ngấm. Tiếp theo thì tôi sẽ cho cái phần nước chấm của tôi lên bếp để đun. Đây là cái phần nước mắm vừa tôi đã pha đây. Và bây giờ tôi sẽ cho vào chiếc nồi và tôi sẽ đun ấm cái phần nước chấm này lên. Và lưu ý chúng ta không cần phải đun sôi, mà chúng ta chỉ cần đun khi mà cái nước mắm này của chúng ta ấm lên hoặc là sủi tăm lên là được. Và chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp nhé. Bây giờ tôi sẽ bật bếp của chúng tôi. Ta sẽ đun với lửa vừa phải thôi. Các bạn có thể mở lên để quan sát cái phần nước này của chúng ta.
các bạn có thể quan sát thấy là cái phần nước chấm của tôi cũng đang đã sủi tăm lên như thế này. Ta sẽ đun thêm một lát nữa. Các bạn có thể quan sát thấy là cái phần nước mắm của tôi đã sủi tăm như này và cũng đủ ấm rồi đó. Sau đó tôi sẽ tiến hành tắt bếp và cho cái phần nước chấm này ra bát. Chúng ta không cần phải đun quá sôi đâu. Đây, bát này đã được tôi rửa rất là sạch rồi. Và bây giờ tôi sẽ cho cái phần nước chấm này ra. Như vậy là cái phần nước mắm này đã được tôi đun ấm và tôi đã cho ra chiếc bát này rồi. Trong lúc đó thì cái phần su hào và cà rốt của tôi cũng đã ngấm gia vị, bởi nó tiết ra cái phần nước này và đã rất là ngấm. Và trước khi ăn thì các bạn sẽ cho cái phần nước mắm này vào một chiếc bát, và các bạn có thể cho trực tiếp cái phần tỏi và ớt vào cái phần bát này. Và bây giờ tôi sẽ cho cái phần tỏi và ớt vào đây. Chúng ta khuấy đều. Sau đó là các bạn sẽ cho phần su hào và cà rốt đã được ngấm gia vị cho tiếp vào đây. Có một cái bát nước chấm bún chả trông rất là ngon và hấp dẫn như thế này. Và với cái nước chấm bún chả này thì có với vị chua ngọt vừa phải, và khi ăn kèm với cái miếng chả sẽ giúp cho cái món bún chả của chúng ta thêm thơm ngon và đậm đà hơn. Và trên đây thì tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cách pha nước chấm bún chả ngay tại nhà. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.